Bộ phim Giang Hồ Kỳ Án, tập 6. Viên Viên, Viên Viên, con làm sao vậy? Viên Viên, Viên Viên, Viên Viên, Viên Viên à, Viên Viên. Chúc mừng Bối Lạc gia, Huấn Bắc Dân thắng rồi. Một viên chiêu. Anh thua rồi. Là anh đã thua. Tuy anh đã trộm được viên Long Châu đó, nhưng thời gian anh lấy được viên Long Châu trong tay thì đã qua giờ tí. Cho nên anh đã thua. Vậy sao? Vậy tại sao anh không xem lại đồng hồ trên tay anh? Rốt cuộc bây giờ là mấy giờ rồi? Xem đi. Sao lại như vậy chứ? Để tôi nói anh biết. Hôm qua anh đến gặp Giả Diệt Chân. Không sai chứ? Tôi đã theo dõi anh. Sau đó tôi cũng gặp ông ấy. Giả Diệt Chân, Giả Diệt Chân thật sự là một kẻ tiểu nhân hám lợi. Tôi chỉ cần tốn 1.000 lượng, ông ta đã bán đứng anh. Lúc đó tôi đã biết anh muốn dùng đồ giả để phòng tôi, nên tương kế tựu kế. Vậy nên tôi đóng giả làm thợ sửa điện để bố trí một cơ quan nhỏ ở trong tầng phủ này. Được, bây giờ bẫy này chính thức bắt đầu. Trước tiên tôi dịch dung thành Tần lão gia, khiến Tần lão gia hôn mê trước khi các người tới. Sau đó tôi sắp xếp một cái bẫy tâm lý ở trong căn phòng này, chính là để một cái đồng hồ lớn ở sau lưng của tôi. Trước đó tôi đã điều chỉnh cho đồng hồ chạy nhanh hơn. Nhìn vào tưởng rằng đã qua 2 tiếng đồng hồ, nhưng thực tế chỉ mới 1 tiếng 45 phút mà thôi. Nếu như các người đến đây lúc 10 giờ tối, thời gian trên đồng hồ lớn cũng chạy gần bằng với thời gian của các người. Lẽ đương nhiên các người sẽ nhìn theo thời gian chạy trên đồng hồ lớn, không nhìn đồng hồ trên tay các người nữa. Bởi vì vị trí đặt đồng hồ lớn thật sự rất dễ thu hút. Tôi cũng biết thời gian chờ đợi sẽ rất dài, trôi từ từ, trôi từ từ. Có thể các người sẽ bỏ lỡ mất thời gian chính xác. Chờ tới khi đồng hồ lớn điểm 12 giờ đêm, đồng bọn của tôi ở bên ngoài sẽ đóng giả thành tôi. Trên tay cầm dây vải màu đen đã được chuẩn bị từ trước, nối với sợi dây thép nhảy xuống, kéo gãy dây điện, khởi động cơ quan, tạo thành cảnh mất điện trong phút chốc. Cửa sổ bị mở ra, một tấm vải trắng bay ra ngoài. Còn người giả thành tôi ở bên ngoài sẽ cố ý chạy về hướng bắc trước mặt thuộc hạ các anh. Đuổi theo! Chính vào ngay lúc này, hai người quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là phản ứng bản năng của một người. Chính vào lúc đó tôi đã lấy viên Long Châu ra khỏi hộp, tạo thành cảnh giả Long Châu bị trộm mất. Lúc đó anh tưởng rằng đã quá thời gian, đại thế đã mất, anh đã thắng chắc. Anh lại đem viên Long Châu thật ra bên ngoài, trả lại vào trong tay của tôi. Tôi lại đổi nó đi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thủ đoạn thật cao minh. Vậy làm sao anh biết được viên Long Châu để trong hộp là thật hay giả? Không phải chứ, một viên chiêu.
Anh thật quá sơ suất. Có phải anh tự tin quá rồi không? Lẽ nào anh không biết thành phần chính của ngọc trai là calcium carbonate? Bất cứ thứ nào có tính axit đều sẽ làm nó bị hư. Tay, trên tay dính dầu mỡ sẽ làm mờ vẻ sáng bóng của ngọc trai. Anh không thể không biết việc này. Cho nên lần đầu tiên anh đưa nó cho tôi là dùng tay cầm nó. Đến lần thứ hai anh đưa nó cho tôi là dùng khăn bao nó lại. Tôi ngốc à? Đương nhiên là tôi biết viên nào là thật, viên nào là giả chứ. Phục chưa? Vậy sao anh không lấy ra xem lại viên Long Châu đang nằm trong tay anh là thật hay giả? Anh gạt tôi. Không thể nào, không thể nào. Anh đã làm hai viên Long Châu giả. Thật quá bỉ ổi. Không, chỉ có một viên giả. Còn viên Long Châu thật đã được Đỗ sư trưởng đưa tới phủ đại tổng thống rồi. Thật ra tôi đã sớm đoán ra được anh sẽ dùng dịch dung thuật để thắng ván cược này. Làm sao anh biết được? Bởi vì một giấc mơ. Mơ, phải. Tôi đã nằm mơ. Trong giấc mơ tôi thấy tôi nổ súng bắn chết anh. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì lại biến thành mặt của cha tôi. Còn anh thật sự thì lại đi ra từ phía sau tôi. Việc này đã nhắc nhở tôi. Lần đầu tiên lúc tôi truy bắt anh, anh lại biến mất không chút dấu vết trong một con hẻm. Nhưng sau đó lại có một thiếu nữ xinh đẹp đi ra ngoài. Hôm đó chiếc nhẫn hoa nhài trên tay cô ấy còn để lại một vết trầy ở trên tay tôi. Và vết trầy đó giống hệt vết trầy của hai người chết trong vụ án trộm đồ ở trong phủ Túc Thân Dương. Còn nữa, lúc Thẩm Chiêu Diên bị bắt cóc đã xuất hiện đến hai hắc tam. Trong ảnh được rửa ra sau đó có thể thấy được hắc tam cũng đeo chiếc nhẫn hoa nhài giống như vậy. Cộng thêm lời chứng của Thẩm Chiêu Diên, trên người anh ta có tỏa ra mùi hương của hoa nhài. Nói không chừng trong nhà anh ta trồng hoa nhài. Cho nên tôi đoán ra được anh nhất định có một đồng bọn là nữ tinh thông dịch dung thuật. Lần trước là cô ta đóng giả làm anh dụ tôi đi khỏi, mới dễ dàng để anh trốn thoát được. Sau đó cô ta dụ tôi đến một con hẻm cục, cởi bỏ lớp ngụy trang, giả bộ đi ra ngoài tình cờ gặp được tôi. Cho nên tôi đoán ra được anh nhất định sẽ lại dùng dịch dung thuật để thắng ván cược này. Nhưng mà tôi không biết anh sẽ dùng đến cách gì, nên mới bày ra cái bẫy này, dụ anh đến chỗ giả diệt chân. Nếu có người đến hỏi ông cứ nói thật ra là được. Thật ra trong lúc tôi kiểm tra ngoài giường đã phát hiện ra cơ quan các người bố trí ở đó. Ngoài ra, hôm nay lúc tôi đi vào trong căn phòng này, vừa nhìn là tôi phát hiện ra đây là cái bẫy thời gian do anh bố trí. Vì lần trước tôi và Đỗ sư trưởng đi vào phòng này, nơi này không có đồng hồ lớn. Dùng câu anh vừa nói, vị trí để đồng hồ lớn thật sự là quá thu hút. Sau đó tôi lại cố tình dùng tay lấy trực tiếp viên Long Châu thật đó ra ngoài. Thật ra trước đó tay của tôi đã bôi một lớp nến, như vậy sẽ không làm mờ mặt ngoài của Long Châu. Nếu lúc đó thực sự là Tần lão gia đang ngồi ở nơi này, chắc chắn ông ấy sẽ cản lại. Nhưng lúc đó anh không làm như vậy. Cho nên tôi suy đoán người ngồi ở đây vốn không phải là Tần lão gia, mà là anh Huống Bắc Dân. Sau đó tôi dùng khăn tay lấy viên Long Châu giả đó ra ngoài, để anh nghĩ rằng nó mới chính là viên thật. Huống Bắc Dân, anh nực cười chính là ở chỗ này. Rõ ràng anh đã lấy được viên Long Châu thật ở trong tay, nhưng vì bản thân tự cho mình thông minh, lại hai tay dâng nó lên. Dẫn vào đây. Đi, vào trong.
Thả tôi ra, Tiểu Kiều, thả tôi ra. Đại ca, tôi đã sớm đoán ra anh sẽ dùng cách gia sầu lột xác như lần trước. Cho nên trước đó tôi đã dặn Đinh Nhữ Dương không cần theo sát Huống Bắc Dân, chỉ cần bắt cô gái đang chạy ngược hướng lại là được. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi đã thua. Muốn chém muốn giết tùy anh. Đại ca, vậy anh nói tôi biết người sai khiến phía sau anh là ai. Tôi có thể nói anh biết, nhưng có một điều kiện. Anh đã thua rồi, còn có thể đưa ra điều kiện gì? Nói đi. Thả cô ấy. Cô ấy giết hai người đó bởi vì hai người đó muốn phi lễ với cô ấy. Hứa với tôi. Được, tôi đồng ý cầu xin cho cô ấy. Bây giờ anh có thể nói rồi. Động Đức Phong, ông chủ của Đức Phong Đường, tang vật anh muốn đều đang ở đó. Lập tức niêm phong Đức Phong Đường. Dạ, dẫn xuống. Đi, đi, đại ca, đi. Uống đi. Nói chuyện hết nửa ngày rồi, uống chút trà đi. Đức Phong Đường, mau đem đồ ra, mau lên. Để cẩn thận, đây đều là những thứ rất đáng giá. Tốt, mau lên. Đứng yên đó, đứng yên. Báo cáo, đồ đều đang để ở đây, không thiếu một thứ nào. Giành được toàn thắng. Lão đệ, giỏi lắm. Còn Động Đức Phong sẽ giao cho ta thẩm tra. Dẫn đi, dẫn đi. Không phải tôi, đi. Không phải tôi, đi. Thật sự không phải tôi. Dẫn đi. Mau, lên kiểm tra lại. Đếm nhanh, khiêng đi hết. Dạ. Lão đệ, Đại Tổng thống vừa mới hạ lệnh đặc xá, đến giám ngục đón cha của cậu ra đi. Thật sao? Thám trưởng, mau mở cửa ra. Cha, con đến đón cha đây, cha. Cha, bắt cả người cả vật, ngươi còn gì để nói nữa? Oan uổng quá, thật sự rất oan uổng. Ngươi còn dám kêu oan sao? Đích thực là tôi sai khiến Huống Bắc Dân đi trộm những thứ đồ đó về, nhưng tôi cũng là người khác sai khiến. Ai bị ai sai khiến? Không nói à? Với mấy tội ngươi đã phạm nên bị phán hình phạt gì bản thân ngươi không hiểu rõ sao? Dạ. Là Đoan Bối Lạc Phổ Tuấn. Phổ Tuấn, sao tên người này nghe quen tai quá vậy chứ? Đỗ sư trưởng, chính là Đoan Bối Lạc đó. Nếu liên quân tám nước không đánh vào thành Bắc Kinh, thiên hạ này vốn đều là của anh ta.
Ta nhớ ra rồi. Chính là Đại A Ca do Từ Hy Thái Hậu sắc phong. Đúng vậy. Vốn dĩ lão Phật gia tính sẽ phế truất Quan Từ gia, lập Phổ Tuấn làm vua. Ai ngờ công sứ nước ngoài không thừa nhận hiệp ước Tân Sửu. Cha hắn Đoan Quận Dương Tái Y bị liên lụy, danh hiệu Đại A Ca đó cũng bị phế bỏ. Năm Quan Tự thứ 28, hắn với cha hắn Đoan Quận Dương bị đầy tới Mông Cổ. Hiện giờ là Dân Quốc, hắn mới dám quay về. Lời ngươi nói đều là thật sao? Dạ thật, câu nào cũng thật. Diên Chiêu, sao ông ấy lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Chuyện này là ta có lỗi với cậu. Cả cuộc đời cha tôi làm hình danh cương trực công chính, trước giờ chưa từng có ý nghĩ tham ô phạm pháp bao giờ. Cả đời trong sạch, cuối cùng lại phải gánh lấy tội danh bị xử bắn. Tôi biết rõ cha tôi không muốn chịu nhục trên pháp trường, cho nên mới Diên Chiêu, ta có lỗi với cậu. Ta phải đích thân đến linh đường tạ tội. Lúc còn sống, cha tôi thường căn dặn, sau khi mất, chỉ cần một cổ quan tài, không lập linh đường, lập tức hạ táng. Thật là thanh lưu trần thế. Diên Chiêu, nếu cậu có chuyện gì cần ta giúp đỡ, cứ việc nói ra. Chỉ cần Diên mổ ta có thể làm được, ta đều đồng ý với cậu. Đại Tổng thống, Diên Chiêu đích thực có một chuyện muốn xin. Có chuyện gì? Cậu nói ra đi. Có phải cậu muốn làm sở trưởng sở chấp pháp không? Được, ta đồng ý. Lập tức nhậm chức. Không phải, tôi muốn xin Đại Tổng thống tha cho Huấn Bắc Dân và La Tiểu Kiều. Gì hả? Chúng là tội nhân khiến cha cậu chết. Cậu còn cầu xin cho hắn sao? Cậu điên rồi. Người hại chết cha tôi không phải họ, mà là hung thủ thật sự đứng phía sau. Hơn nữa hai người họ không làm chuyện ác, còn lập được công. Với lại giờ đã lấy lại được tất cả tang vật, không còn tổn thất. Khẩn xin Đại Tổng thống hãy nể mặt của tôi, tha cho bọn họ. Được, ta đồng ý thả họ ra. Mẹ, con xin lỗi, đều tại con. Con trai, con đừng quỳ, mau đứng dậy đi. Đứng dậy đi, thắp nén nhang cho cha con, tiễn ông ấy lên đường.
Chiêu Nhi. Đây là tập lục rửa quan cha con quý nhất lúc còn sống. Lúc ông ấy còn sống, ông ấy kêu mẹ nói với con: bất luận sau này con quyết định trở thành bác sĩ hay là trinh thám, đều phải nhận lấy nó. Diên Chiêu con ta, hôm nay con đi qua Nhật, phải ở đó nhiều năm, mong con lo cho bản thân. Cha biết trong lòng con không muốn, cũng biết thật ra việc con thích làm nhất chính là hình danh. Nhưng cha lăn lộn quan trường hơn 20 mấy năm, biết rõ mùi vị trong đó, không thể dựa vào mình là có thể rửa quan khuất. Biểu dương chính nghĩa, người được gọi là chính nghĩa cũng chỉ là quyền lực. Vua Thanh thoái vị, lập dân quốc mới, tuy thay triều quán đại, nhưng tình cảnh như cũ. Cha vốn có ý muốn cáo lão hồi hương, cùng mẹ con về Hàng Châu an dưỡng tuổi già, nhưng chính phủ Bắc Dương 3 lần 7 lượt giữ cha ở lại. Ngoài mặt níu giữ, nhưng thực chất là cưỡng ép. Cha cũng chỉ đành tiếp tục công việc cũ. Chết do thân, bất do kỷ. Diên Chiêu, con đừng trách ta chuyên quyền. Thật ra cha cũng bất đắc dĩ. Sau này nếu con đọc được lá thư này, e là cha con chúng ta đã âm dương cách biệt. Điều cuối cùng cha muốn nói với con là bất luận lúc nào, ở đâu, khi nào con cảm thấy mất đi phương hướng, vậy hãy quay lại nơi mà sự việc xảy ra đầu tiên nhất. Tìm lại thật kỹ ở nơi khởi điểm sự việc, chắc chắn sẽ phát hiện ra được. Cha viết ngày 16 tháng 3 năm thứ nhất dân quốc. Đứng yên, đứng yên đó. Sở Nguyên, lui xuống. Dạ. Bối Lạc gia, chỗ của ngài đích thực là rất khó tìm. Ta tốn rất nhiều công sức mới tìm ra được. To gan, ai cho ngươi nói chuyện với Bối Lạc gia như vậy? Ở một nơi quá lâu rồi thì không muốn đi nữa. Chém hay là giết, vẫn là ở đây luôn đi. Sao Bối Lạc gia có thể nói vậy chứ? Tôi là vì an toàn của ngài nên mới đến đây. Ngươi là ai? Tôi là sư trưởng Trung tướng sư 64 của quân Bắc Dương Đỗ Khải Chi.
Thì ra là Đỗ Khải Chi, Đỗ sư trưởng nổi danh lừng lẫy sao? Hân hạnh. Bối Lạc Gia quá khen. Thật ra ngài mới là người làm đại sự thật sự. Diên Chiêu, Diên Chiêu, người này chính là Mục Diên Chiêu, Mục thám trưởng vừa mới nhậm chức sao? Đúng vậy. Phổ Tuấn, ngài tốn nhiều công sức thu thập nhiều bảo bối như vậy, không phải vì muốn sưu tầm chứ? Ta không cần phải muốn làm chuyện gì cũng phải thỉnh ý của một sư trưởng trong chính phủ Bắc Dương chứ? Đương nhiên là vậy. Ngài Phổ Tuấn, cho dù là xét thân phận thì đến bây giờ cũng chắc phải là một thân vương, nhưng ta thật sự không thể hiểu cục thể hiện giờ như vậy, tại sao ngài còn phải đối đầu với Viên đại tổng thống? Rốt cuộc ngài là người thông minh hay là hồ đồ? Tên tiểu nhân Viên Thế Khải, giang sơn này vốn dĩ là của Đại Thanh ta, bây giờ chẳng qua chỉ là vật hoàng cố chủ. Nếu ngài vẫn còn cố chấp không tỉnh ngộ như vậy thì ta không nói nhiều với ngài nữa. Đại tổng thống ra lệnh, chỉ cần ngài chịu ngoan ngoãn rời khỏi kinh thành này, không mang theo một tài vật nào, ngài ấy sẽ xem như ngài chưa từng tham gia vào chuyện này. Ngài vẫn sẽ là Phổ Tuấn của ngài, vẫn hưởng thụ vinh hoa phú quý của ngài. Còn nếu không, đừng trách Đỗ mổ ta không khách sáo. Người dám uy hiếp Bối Lạc Gia ta, Sở Nguyên, lùi xuống. Đỗ sư trưởng, tài vật là vật ngoài thân, không mang cũng được. Chỉ là chiếc ghế này là vật do Cao Tông Thuần Hoàng Đế để lại, vẫn mong Đỗ sư trưởng mở cho con đường. Là vật của Càn Long gia. Được rồi, Bối Lạc gia đi đường bình an, Đỗ mổ không tiễn. Cảm ơn. Không thể để hắn đi. Diên Chiêu, chuyện của cha cậu tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giao phó, nhưng mà chuyện này không thể gấp được, bởi vì bên trong còn có rất nhiều chuyện cậu chưa hiểu, có lẽ cậu cũng không thể chấp nhận. Quay về đi, có rất nhiều chuyện tôi phải từ từ giải thích với cậu. Tôi ra lệnh cho cậu. Đi. Quan uổng quá, tôi bị quan. Tôi thật sự bị quan. Quan uổng quá. Quan gia, quan gia, có phải các vị biết tôi bị quan nên thả tôi ra ngoài hay không? Thả ngươi ra ngoài sao? Đừng có nằm mơ. Cũng không biết ngươi đã gây tội gì, bên trên phán ngươi xử bắn, bữa cơm cuối cùng cũng không cho. Tôi bị quan, tôi bị quan mà. Tôi bị quan, tôi thật sự bị quan. Tôi bị quan mà. Tôi bị quan. Tôi thật sự bị quan. Tôi thật sự bị quan. Bối Lạc gia, sắp đến thời gian rồi.
Ngươi còn dám phản kháng, đầu của Phổ Tuấn sẽ không giữ được nữa. Đánh cho ta. Rốt cuộc ngươi muốn gì đây? Ta đã làm hết khả năng của ta rồi. Ta không hề kỳ vọng quá nhiều về ngươi, nhưng giờ ngươi vẫn còn có nhiệm vụ cuối cùng cần phải hoàn thành. Ngươi hãy nhìn rõ cho ta, ta đường đường là Phổ Tuấn của Đại Thanh, không phải nô tài của các ngươi. Bối Lạc gia, để ngài phải chịu ấm ức. Bất luận xảy ra chuyện gì, Sở Nguyên đều ở bên cạnh ngài. Phủ Tổng thống. Báo cáo, đoàn đại biểu của Nhật đã đến đây. Người Nhật Bản lại bắt đầu hối thúc. Bây giờ chúng ta nên ứng phó ra sao đây? Kéo dài tiếp. Dạ. Bọn họ quyết định ra sao? Rốt cuộc bọn họ có ý gì? Không thể kéo dài mãi như vậy được. Thật rất xin lỗi đã làm phiền. Các vị tiếp tục đi. Phiên dịch Hayata Makoto. Thời gian đàm phán với chính phủ của Viên Thế Khải đã vượt qua thời gian dự tính trước trong kế hoạch của chúng ta, nhưng bây giờ vẫn chưa có chữ nào được ký vào bản hiệp ước. Là sự sỉ nhục đối với mọi người ngồi đây. Chúng ta hổ thẹn với đế quốc Đại Nhật Bản, hổ thẹn với Thiên Hoàng Bệ Hạ. Viên Thế Khải không phải là kẻ tầm thường. Trong thời gian ký hiệp ước càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho chúng ta. Hiện giờ tình hình quốc tế đang rất phức tạp. Chỉ có nhanh chóng ký kết được bản hiệp ước mới có thể giúp đế quốc Đại Nhật Bản chúng ta đứng vững chân ở Trung Quốc trước khi các nước châu Âu ổn định lại. Nhưng bây giờ, cứ cách một khoảng thời gian, chính phủ Viên Thế Khải lại lấy ra một điều khoản bên trong hiệp ước, nói nó không được hợp lý để điều đình với chúng ta. Lần nào cũng như vậy, lần nào cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Các vị cảm thấy những điều khoản đó hợp lý sao? Giả sử nếu bây giờ các vị đứng trên lập trường của Viên Thế Khải thì sẽ nghĩ như thế nào? Tên khốn kiếp, cậu là phiên dịch, có tư cách gì mà nói chuyện? Lúc này còn dám đồng tình với những kẻ nhu nhược đó. Im miệng lại. Lời Hayata nói không phải là không có lý. Trước đây chúng ta vẫn luôn chỉ nghĩ đến lợi ích của bên chúng ta, ép buộc Viên Thế Khải không thể thở được. Nên trong lúc thích hợp phải cho Viên Thế Khải một chút lợi ích. Các vị, xin phép đi trước. Ngày nào đó, tôi sẽ dạy cho tên đó một bài học. Vậy ngài đã có kế hoạch nào chưa? Rõ ràng Viên Thế Khải đang muốn kéo dài thời gian. Ông ta muốn cầu xin sự giúp đỡ từ nước khác trên thế giới, thậm chí hy vọng Anh Mỹ có thể khống chế chúng ta. Nên nếu hiệp ước không được ký kết, chỉ sẽ càng ngày càng bất lợi cho chúng ta.
Vì vậy, phải nhanh chóng để nhanh tiến độ lên mới được. Cậu đi nói với Diên Thế Khải, ngày mai chúng ta phải tiến hành đàm phán. Dù gì đi nữa, trong ngày mai, chuyện này nhất định phải có được kết quả chính xác. Thám trưởng, một thám trưởng, anh không sao chứ? Sao vậy? Là như vậy. Khi nãy Đỗ sư trưởng phái người đến đây tìm anh, nói hôm nay phải mở cuộc họp đàm phán về hiệp ước Trung Nhật lần cuối. Cuộc họp lần này vô cùng quan trọng. Đỗ sư trưởng mong anh có thể phụ trách an toàn ở hội trường. Nhưng mà ông ấy cũng căn dặn, nếu tâm trạng của anh không tốt, vậy thì hãy nghỉ ngơi trước. Khoan đã. Việc rất quan trọng đúng không? Xuất phát. Ba, lời ba nói đều là thật. Diên Diên, ba con đã nói rồi. Diên Diên nhà chúng ta ở mãi trong nhà vậy cũng đã lâu. Tòa soạn cũng gọi điện tới hối con đi làm, nói thiếu nhân sự. Mẹ với ba con đã bàn bạc với nhau, quyết định cho con đến tòa soạn làm việc. Nhưng mà con không được đi làm những chuyện nguy hiểm giống như lần trước nữa. Con phải hứa với ba mẹ đó. Cầm đi. Con sao vậy Diên Diên? Hình như con không được vui cho lắm. Làm sao con vui được chứ? Ba của Mục Diên Chiêu vừa qua đời, con còn không biết hiện giờ anh ấy sao rồi nữa. Số mạng con người do trời định. Diên Diên, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, mau ăn nhanh đi. Ăn xong rồi thì đến tòa soạn làm việc đi con. Con ăn no rồi. Nè, ăn xong rồi hãy đi chứ. Diên Diên, nhớ về sớm đó. Con bé này, sao vậy lão Thẩm? Ông vẫn không yên tâm về Diên Diên à? Người tôi đang lo không phải nó, mà là cái này. Ông thấy trong chuyện này có vấn đề gì sao? Nhật Bản đưa ra những điều khoản bất bình đẳng, cũng không phải một ngày hai ngày. Còn chính phủ Bắc Dương vẫn luôn dùng cách kéo dài, đợi hai nước Anh Mỹ nhúng tay vào, cũng vì không còn cách nào khác. Đáng tiếc hai nước đó đều không muốn nhúng tay vào. Với tình hình hiện nay mà thấy, chỉ sợ Diên Thế Khải chống đỡ không nổi.